Dạ, cũng kính thưa đến quý chú hộ gia đình và kính trình được quý gia tộc qua cái phần làm lễ trao qua hộp cẩn và cho nữ trang đã xong. Đến giờ chúng tôi sẽ tiến hành theo nghi thức truyền thống của ông bà, thì cho hai đứa bái thiên địa và bái từ đường. Thì cũng xin phép quý gia đình bây giờ cho chú rể nó lại tam bộ nhất bái ha, cho nó đứng xá. Xá được. Xá ha, thống nhất xá, chúng ta cho tràng pháo tay để cho hai đứa nó, hai con để đó qua lên đây đi ha. Ông bà ta thường nói cây có cội, nước ắt có nguồn. Bây giờ tôi cũng xin nhắc lại truyền thống của quý ông bà. Thì hai con hướng về phía trước để chúng ta bái thiên địa. Cúp cung lên nè, cúp cung lên gì nè. Nhất bái thiên địa. Hai đứa hướng về phía trước. Nhất lễ, nhất bái thiên địa. Nhị bái. Nhị bái, cúi đầu. Rồi hai con quay trở vô. Và kính trình đến của quyền. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2022. Được sự thống nhất của phía gia đình, nhà gái cho phép gia đình nhà trai chúng tôi tiến hành làm lễ tại từ đường cho hai trẻ Ngọc Giao và Nguyễn Dũng. Thì trên có Hoàng Thiên, dưới có Hậu Thổ, cùng của quyền thất tổ nội ngoại hai bên cảm ứng chứng minh cho hai gia đình kết tình thông gia trên thuận dưới hòa, cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc. Trai thì dạng đạo tam can ngũ thường, gái thì dạng câu tam tùng tứ đức, để thuận vợ thuận chồng, thuận sanh hiếu tử, cổ truyền phụng sự loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp, để truyền tử lưu tôn, tích đức trường tồn, thiên niên vạn cổ. Cầu bên trên có Phật tổ, nguyện bên dưới có của quyền, cùng bà con bên nội bên ngoại còn hiện tiền chứng minh cho đôi trẻ khấu đầu bãi lễ. Tôi cũng đại diện phía gia đình nhà trai rất chân thành biết ơn quý ông bà đã chấp nhận cho hai trẻ xá trước từ đường bằng bốn xá. Thì bây giờ hai con cũng hướng về từ đường. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Lễ thành, hai con hướng trở ra phía trước, quay mặt trở ra. Và cũng đại diện phía gia đình nhà trai và cũng đại diện phía gia đình nhà gái rất chân thành biết ơn quý ông bà bên nội bên ngoại và cô bác anh chị và các bạn bè thân hữu gần xa đã nhín nhúc chút thời gian quý báu trong khi cơn bão số 9 đã hoành hành ở khu vực là miền Nam chúng ta. Thì bây giờ là nhín nhúc chút thời gian quý báu trên bước đường mà để đến nhà anh bé cũng rất khó khăn và vấn đề mưa gió, thì đã nhín nhúc chút thời gian quý báu đó. Tấm chân tình quý báu của quý bà con bên nội bên ngoại và anh chị bạn bè thân hữu gần xa đã đến tham dự cái buổi lễ mừng cho hai gia đình kết tình thông gia trên thượng dưới hòa cho hai trẻ được hạnh phúc trăm năm. Giữa hai gia đình nhà trai nhà gái chúng tôi không biết lấy gì đền đáp lại tấm chân tình quý báu của quý ông bà cô bác anh chị em và bạn bè thân hữu. Thì giờ tôi cũng xin phép cho cháu Ngọc Giàu và Diệt Dũng sẽ cúi đầu đến quý vị bằng hai cái cúi đầu tạ ơn quý vị và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và vạn sự như ý, phú quý giàu sang hết ha quý vị tham dự buổi lễ hôm nay. Rồi. Tụi con cúi đầu thêm lễ nữa con. Thêm lễ nữa, cúi đầu. Qua cái phần lễ thì tôi cũng đại diện phía gia đình đến cái phần để rót rượu gia đình ơn sanh thành dưỡng dục của quý ông bà gia đình bên nội bên ngoại. Thì giờ phía gia đình anh bé để gì đi. Vì bây giờ tôi cũng xin phép ha, bây giờ cô đi ha, cô hai đại diện cho phía bên nội rồi bác chính đúng không, bác chính thì đại diện phía bên nội luôn, thì bây giờ qua đây uống hai chung rượu, mời luôn đi ha, mời lên đây mình đứng trên này đi để cho nó ghi hình đẹp luôn ha, hai cho hai đứa nó đứng sau lưng, rồi anh chính qua đây luôn đi với cô hai luôn đi để ghi rồi anh chị sao mình hết cho đồ, rồi mời đi, mời quý anh chính. Rồi bây giờ là mình không lên trên để chụp hình nha. Rồi bây giờ cho hai đứa kính rượu luôn. Rồi cũng được, cũng được. Rồi rồi rồi. Đâu đâu đúng rồi. Nhiếp ảnh thì nó muốn mời hai người lên trên để chụp ha. Rồi bây giờ đứa con hai đi, hai con đứng kính rượu đây tới cô hai đi. Cô hai thì lòng ghép luôn hai người. Rồi bên đó có bác chính. Đúng rồi.
mình ăn uống 2 ly lần hả? Nó vậy, nó vậy thì nó nghệch đi, đúng mình trước, quay tới quay luôn đó. Dạ. Rồi rồi rồi. Rồi rồi mình à đúng rồi. Cũng như bữa nay mình đi mình dự mình uống được chung rượu của hai cháu rồi mình có phần quà mình cho hai cháu đó thì đại diện phía gia đình rất chân thành cảm ơn quý ông bà cô bác đã có phần quà cho cháu. Tại bên kia dẫn thêm ly nữa cô. À, hay dì Sáu hả? À, dì Sáu ở đây. À, dì Sáu với dì Út rồi đại diện phía gia đình cho hai trẻ kính rượu đến quý dì Sáu và dì Út. Rồi người bưng chung đi, dì Út bưng một chung đi, dì Út một chung, ở bên đây một chung đi, dì Út bưng chung hai người, hai đứa trẻ bưng thì hai tay, người lớn mình nhận một chung thôi, một tay thôi. Rồi hai dì cũng ly dùng hết hai chung rượu luôn đi. Đó, rồi có quà mình cho. Rồi hai con kính rượu qua bắt chính. À, đó đây kính rượu đến bắt chính. Rồi bắt chính bưng chung rượu nghĩa tình đi rồi có quà tặng cho cháu đó thì. Bắt chính nhận cái ly rượu nghĩa tình chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Rồi thay mặt phía gia đình rất chân thành cảm ơn bắt chính luôn. Ừ. Bắt chính trai uống giùm bắt chính gái luôn. Hả? Vụ lễ nghĩa mà chính coi bắt chính cũng coi cái món quà cho nhỏ tặng hai cháu trong cái ngày cưới. Rồi thay mặt gia đình rất chân thành cảm ơn bác Chính trai. Rồi bác Chính ơi đứng dịch lại chung rượu con xin tấm hình lưu niệm lại nghe nữa. Dịch nữa. Cái nãy quay phim rồi xin tấm hình lưu niệm. Cô giáo ghẻ ai cô giáo ghẻ nhìn về máy em cười tươi chụp với bác Chính tấm nha. Rồi cảm ơn. Rồi cháu ra cháu đó có cho quà mình qua bên đây luôn. Đi ở đây nhiếp ảnh nó chụp qua luôn. Tới Bắc Năm phải không? Bắc Năm con qua bên đó luôn đi con qua bển luôn. Qua không con đi đường này đó. Con đi đường này qua. Rồi quanh đó đi hai cháu kính. Rồi bắt năm đi, bây giờ kính bắt năm. Rồi kính rượu đi con. Kính bắt năm. Bắt năm một chung. Rồi cô với dì luôn, đó mình ngồi gần đó là mình làm luôn. Cô chưa hả? Đó. Ừ. Rượu này ngọt mà. Rồi chú Chiến đứng sát vô giới thiệu giùm con nha. Rồi đây bà dì Bảy ở nước ngoài về không được thì giờ đại diện cho cháu ngoại đến đây nhận chung rượu giùm bà dì Bảy. Rồi. Rồi rất chân thành cảm ơn bà dì Bảy. Rồi nhận quà luôn con. Hai chung nữa. Giao lại cho. Cô hai. Cô hai. Rồi giờ kính rượu luôn dì hả? Dì Út ha. À, dì Út với chị. Ừ. Dì Út đây rồi. Rồi giờ kính dì Út này đi rồi với chị. Hai cô giáo ghẻ, anh giáo ghẻ đứng sát vô cái nhà. Đứng nha. Rồi đúng tay lại nha. Chú Chiến đứng sát vô giới thiệu con luôn nha. Rồi đây hai trẻ kính rượu đến dì Út. Rồi Út đi dì Út coi. Yeah. Dì Út sớm giờ cũng có công điều hành đó. Sớm giờ điều hành. Rồi rất chân thành cảm ơn dì Út và nhận phần quà của dì Út. Hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Rồi thay mặt gia đình rất chân thành cảm ơn dì Út. Rồi đến chị thứ mấy? Có quà cho quà luôn đúng không? Hai em hai cháu bước tới kính rượu chị Hai luôn. Còn quý chị quý anh nào nữa không quý vị? Còn thì mình cũng chuẩn bị mình tiến vô phía trong đi cho hai em nó rót rượu để kính rượu để mình có phần quà mình cho hai em luôn. Rồi một lần nữa đại diện phía gia đình rất rồi trân trọng kính mời quý anh quý chị đó ai có nhiệm vụ chúng ta sẽ tiến về phía bên trong đó, chị Hai ở đây là chị Hai sẽ nhận hai chung rượu của hai em đâu rồi cháu Dũng và cháu Giàu rồi có quà cho em rồi rất chân thành cảm ơn chị Hai chị Ba có một phần quà
bánh quả. Rồi 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 đúng rồi. Bây giờ anh ba sẽ có phần quà để cho em gái mình trong cái ngày lễ du quy. Thì giờ anh ba có phần quà cho em chiếc nhẫn. Rồi. Rồi. Anh ba là chúc hai em hạnh phúc trăm năm. Hai chung luôn. Quá ngon. Rồi rất chân thành cảm ơn anh ba. Rồi giờ đến anh hai chị hai. Rồi mời anh hai chị hai tiến lên. Còn ba má tới cuối cùng là cho tới 10 cây là nãy giờ soạn tới luôn mấy lấy con cây à, thành ra chưa đủ. Rồi giờ ưu tiên hết trơn mấy khách hàng đi rồi đến rót rượu đền ơn sanh thành dưỡng dục của ba mẹ. Rồi ba mẹ sẽ có phần quà cho con gái mình ở ngày du quy luôn quý vị của Hồi Môn. Rồi chị hai, anh hai. Rồi nhận rượu của em đi. Hai chị hai nhận rượu của em. Rồi. Rồi hai đứa cũng ly coi. Đó, 1 2 3 anh hai chị hai đó. Hai đứa bay là cũng học như anh hai chị hai đó, uống rượu là đứa một ly nha. Rồi có quà cho em gì đó thì tiếp tục. Rồi đó chị hai có phần quà với anh hai, phần quà cho em cộng dây chuyền. Bởi qua cái phần đến rót rượu đền ơn sanh thành dưỡng dục. Còn anh hai hả? Bây giờ anh hai tự xử luôn đi để vì nước quên thân. Rồi hết rồi bây giờ đến anh hai cho đi rồi ba mẹ anh ta còn cho nhiều nữa mà. Ưu tiên cho khách hàng trước. Rồi anh hai có gì cho quà đó anh hai uống hai chung rượu đi. Có tạc uống uống rồi tôi về uống. Uống vô mới nhớ. Rồi hai anh hai cùng ly coi. Trời ơi. Rồi rất chân thành cảm ơn hai anh hai luôn. Anh hai uống tự nhiên đi. Rồi nhớ cho quà nghe để quên anh hai quên lắm. Anh hai anh chích mỗi năm rồi anh quên hoài. Quên hoài. Rồi. Trời mở. Rồi rất chân thành cảm ơn anh hai. Chưa để ba mẹ đi hả chụp gia đình. Cũng rất chân thành biết ơn quý vị qua cái phần quan trọng nữa thì của ba mẹ để rót rượu đền ơn sanh thành dưỡng dục. Đó thì rượu lưu ly chân quỳ tay rót. Cha mẹ uống cạn chung rượu này con nói gót theo chồng. Bến đục thì là mình lóng phèn, bến trong thì mình nhờ. Bây giờ là quay trở qua phần cha mẹ nhận rượu đi rồi có phần quà cho con mình. Rồi hai anh chị nhận rượu. Rồi đứa kính mẹ. Hôm qua nay cực khổ lắm, giái trời mưa đâu mưa đừng mưa đây. Cái giờ hồi cái giái lộn mưa đây đi đừng mưa đâu. Thành ra quất ở đây ngập luôn. Hôm qua giái tầm bảy bà hồi cái nó đi không đi đâu á, mình giái mưa tại đây. Rồi uống đi anh chị, cụng ly chưa? Cho say mà cho đồ nhiều nghe, tỉnh tỉnh là cho ít lắm. Bây giờ ba mẹ sẽ có phần quà cho con để làm của hồi môn. Để... Đó, thì giờ ba mẹ cho cộng dây chuyền, ba cho tấm lắc đúng không? Rồi, vậy đó. Thì giờ đại diện mẹ đeo. Con đeo dùm cho rồi giống vậy. Đó, bây giờ nhờ chị hai hỗ trợ dùm đi. Rồi. Có chừng nào chụp hình em mời. Mời luôn. Mẹ bệnh yếu quá rồi. Đeo cho con rể đúng không? Cho chú rể. Cho chú rể cộng dây chuyền. Cô ơi nhìn máy con gái ở đây lắm. Rồi cô đứng sát cho cô vô xíu nè. Rồi giờ nhìn máy con nè. Tươi nè hai ba vô rể ơi. Rồi quá đẹp hả quý vị. Rồi đeo luôn tấm lắc đi mình đứng vậy luôn đi. Cho tụi nó ghi ảnh cái nữa đi mình tuyên bố rồi chụp gia đình. Tuyên bố buổi lễ thành xong cái mẹ vô dịnh cái tấm lắc rồi chú Chiến giới thiệu cho con ba mẹ cho cái gì con rồi rồi mẹ dịnh tấm lắc lại con nghe rồi chưa bắt đầu phát biểu ha. Dạ kính thưa quý gia đình và kính trình thưa quý bà con có mặt trong buổi lễ hôm nay, phần cái của hồi môn của ba thì với mẹ có hai phần quà để cho hai con thì ba thì cho chú rể Diệt Dũng cộng dây chuyền, mẹ thì cho con gái mình một tấm lắc. Vậy chúng ta cho chàng pháo tay quý vị ơi. Rồi. Cô dịnh lại chiếc lắc nha chú. Chú dịnh lại cái dây chuyền giùm con. Rồi. Dẫn đó nha. Rồi. Rồi cười tươi lên. Cho dạng cười tươi này coi. Rồi chú rể tặng cho ba nụ hôn, gái tặng cho mẹ nụ hôn coi.
đó, chúng ta sẽ hướng về hôn kính, rồi hôn mẹ, rồi chú rể hôn ba, đó, tạ ơn rồi bằng hai nụ hôn quá ngọt ngào, cho chàng pháo tay quý vị ơi. Rồi qua cái phần lễ này, tôi cũng đại diện phía gia đình nhà trai và nhà gái ghi nhận lòng biết ơn đến quý bà con, và cũng đại diện phía gia đình nhà trai cũng và cùng nhà gái cũng tuyên bố buổi lễ vô quy của hai trẻ tại Tư Gia, cháu Ngọc Giàu và Diệt Dũng đã thành công mỹ mãn. Chúng ta cho một tràng pháo tay để kết thúc buổi lễ ha quý vị. Rồi đại diện phía gia đình anh ba bé trân trọng kính mời quý vị tiến về phía trước dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình. Còn bộ phận mà chụp hình gia đình thì chúng ta ở lại ở đây ghi ảnh vậy đó. Rồi phía gia đình nhà trai chúng ta như vậy rồi, có ai có ý kiến gì đôi lời gì không? Rồi phía bên anh Năm đó có đôi lời gì để mình nói gì với gia đình không? Vậy ha. Rồi bây giờ xong rồi thì thôi, bây giờ phần lễ đã rồi. Cái mặt rồi mà đâu có còn gì nữa. Giao rồi. Rồi. Lễ gì cho bên gái đó. Rồi, bây giờ giao rễ tại nhà gái, phản bái tại nhà trai. Chừng nào nhà trai chúng tôi tổ chức gì thì liên hệ mời quý gia tộc và chủ hộ gia đình tiến về chảnh dùng bữa cơm cùng gia đình.